Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước và những năm qua, thành phố cũng đang khẩn trương hoàn thiện khung chiến lược phát triển xanh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Sau đây, mời quý vị tiếp cận một số định hướng phát triển kinh tế xanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bài học kinh nghiệm đối với vùng Trung Bộ do ông Lê Thanh Hải là Giám đốc Trung tâm Tư vấn ứng dụng kinh tế thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh trình bày. Xin mời ông. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa anh Cung Trọng Cương, hôm nay tôi rất là vinh dự được mời đến diễn đàn ngày hôm nay để trình bày một số cái nội dung của thành phố Hồ Chí Minh trong cái chiến lược tăng trưởng xanh hướng tới phát triển bền vững và giảm phát thải và một số bài học kinh nghiệm cho Huế cũng như là vùng Trung Bộ. Thì đầu tiên là về các xu hướng của quốc gia và xu hướng của toàn cầu là hướng tới tăng trưởng xanh, và đây là một cái xu hướng đối phó với biến đổi khí hậu và một cái xu hướng không thể đảo ngược. Thì kinh nghiệm ở thành phố Hồ Chí Minh là thành phố Hồ Chí Minh là một cái đô thị lớn với dân cư đông và đã tập trung rất là nhiều nguồn lực cho cái việc tăng trưởng xanh cũng như giảm phát thải và phát triển bền vững. Thì mục tiêu của cái bài tham luận hôm nay là muốn chia sẻ một số kinh nghiệm để có thể cùng Huế và thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Trung Bộ cũng như là các địa phương khác trên cả nước để chia sẻ một số kinh nghiệm cũng như một số cái giá trị và chúng ta cùng hướng tới cái tương lai phát triển xanh. Thì nội dung tập trung vào ba cái lĩnh vực chính và có thể chia sẻ cái kinh nghiệm cùng nhau. Thứ nhất là quy hoạch đô thị xanh, thứ hai là năng lượng tái tạo và thứ ba là du lịch sinh thái. Thì về định hướng thì gần đây nhất là thành phố Hồ Chí Minh có cái kế hoạch 3797 của Ủy ban Nhân dân thành phố về hành động tăng trưởng xanh trên địa bàn và đã giao việc rất là rõ ràng cụ thể với lại 14 cái nội dung công việc và rất nhiều cái đề án cụ thể cho các sở ban ngành. Trong đó thì có hoạch định những cái nguồn lực bao gồm có về tài chính và về các đơn vị địa phương trên địa bàn thực hiện. Trong đó thành phố Hồ Chí Minh là cam kết rất rõ là từ nay đến năm 2030 thực hiện nhiều cái đề án chuyển động mạnh mẽ trong cái lĩnh vực tăng trưởng xanh để phát triển. Về quy hoạch đô thị thì đến năm 2030 thành phố Hồ Chí Minh sẽ đạt mục tiêu là xây dựng 50 cái công viên mới và từ đó cái nâng cao cái chất lượng không khí kèm với cái việc mà kiểm soát ô nhiễm khí thải trong giao thông, thì mong muốn là đạt được cái môi trường không khí trong lành và cải thiện chất lượng sống. Bên cạnh đó là thành phố Hồ Chí Minh cũng đi đầu trong việc hiện đại hóa cái hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải, tạo cái tuần hoàn nước và cái tổng công ty nước của thành phố cũng đã đang hoạch định cái chiến lược, cái lộ trình trong cái việc này. Thì cái việc mà quy hoạch không gian đô thị ở đây, cái bài học kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ với Huế là chúng ta cố gắng giữ gìn cái không gian xanh. Không gian xanh của thành phố Hồ Chí Minh là tôi nghĩ là cái tỷ lệ so với Huế là Huế là sẽ cao hơn về cái không gian xanh. Tuy nhiên cái quá trình phát triển đô thị nếu mà chúng ta không giữ gìn và chúng ta đánh đổi cái không gian xanh để tăng trưởng kinh tế thì sẽ vấp phải một cái trở lực sau này để giải quyết cái vấn đề dành lại cái không gian xanh cho người dân và cho môi trường sống là một cái rất là khó khăn. Về năng lượng tái tạo thì cùng với nghị quyết 98 của Quốc hội thì thành phố Hồ Chí Minh đã được có những cái phân quyền, phân cấp để có thể phát triển cái năng lượng mặt trời áp mái trên các công sở. Thì
Việc mà khai thác cái năng lượng mặt trời áp mái trên các công sở thì rất là quan trọng. Tuy nhiên là cái chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của quốc gia là hiện giờ đang giới hạn một số cái phát triển của cái năng lượng mặt trời áp mái, do cái việc mà đưa điện lên lưới sẽ gây ảnh hưởng đến an toàn điện quốc gia. Tuy nhiên thành phố Hồ Chí Minh với cái cơ chế mới của nghị quyết 98 thì cho phép là thành phố Hồ Chí Minh trao đổi với các bộ ngành để sử dụng các mái nhà công sở để phát triển năng lượng mặt trời áp mái. Ở đây có một cái lợi thế là cái điện năng mà các công sở hoạt động là vào ban ngày, và cái tỷ lệ mà bức xạ nhiệt mà được hấp thụ từ ban ngày tại khu vực phía Nam, các tỉnh như là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh là rất là lớn. Do vậy việc khai thác là được đánh giá là rất hiệu quả, và sắp tới sẽ có một cái cơ chế riêng cho thành phố để phát triển cái lĩnh vực này. Về giao thông xanh thì thành phố được GIZ cũng như là UNDP tài trợ một số cái hoạt động để chuyển đổi xe xăng sang xe điện, và đã đạt được những thành quả nhất định. Và trong cái tiến trình mà phát triển như thế là thành phố Hồ Chí Minh cũng có giao lưu với Huế. Cách đây vài tháng là chúng tôi đã đến Huế và có một cái buổi tập huấn khoảng 3 ngày về cái việc chuyển đổi năng lượng trong giao thông, và qua đó học hỏi được một số cái kinh nghiệm từ Huế và về đưa vào cái chính sách của thành phố Hồ Chí Minh như ngày hôm qua đã trình bày, trong cái việc mà chuyển đổi cái phương tiện giao thông xăng hai bánh trong lĩnh vực gọi xe công nghệ và trong lĩnh vực phục vụ khách du lịch sang xe điện. Về du lịch sinh thái thì thành phố Hồ Chí Minh và cả Huế đều phát triển du lịch sinh thái. Tuy nhiên là Huế có những cái đặc điểm là rất là riêng biệt. Theo nghị quyết 54 là bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. Thành phố Hồ Chí Minh thì có phát triển du lịch sinh thái ở địa bàn các huyện vùng ven như là Cần Giờ, Củ Chi. Các sản phẩm ô cốp cũng được phát triển song hành cùng với lại phát triển du lịch sinh thái. Ở đây cũng chia sẻ thêm là các sản phẩm ô cốp thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã phát triển nhiều, Huế cũng đã phát triển. Tuy nhiên cái duy trì cái chất lượng của cái sản phẩm ô cốp là một số địa phương cần phải quan tâm duy trì. Theo một chuyến khảo sát ở một cái tỉnh ở miền Tây thì nếu mà chúng ta không duy trì cái chất lượng cái sản phẩm ô cốp và kiểm soát thường xuyên thì cũng có thể là gây mất uy tín khi mà phát triển du lịch. Đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch đó, thì việc nâng cao ý thức cộng đồng là rất quan trọng. Cái này là cũng chia sẻ cái bài học kinh nghiệm ở thành phố Hồ Chí Minh, và Huế cũng đang tiến hành. Thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì có thể chuyển đổi cái phương tiện giao thông xăng hai bánh sang điện. Tuy nhiên ở Huế là còn mạnh mẽ hơn nữa. Huế là phát triển cả cái xe đạp để nâng cao ý thức cộng đồng và phục vụ cho khách du lịch. Tuy nhiên là ở một cái đô thị mà nhộn nhịp như thành phố Hồ Chí Minh thì việc mà phát triển xe đạp thì cũng hơi khó. Tuy nhiên ở đây để chia sẻ để hai bên thấy được cái đặc thù của nhau, và phát triển không nhất thiết là học nhau hoàn toàn rập khuôn, và tùy cái tình hình đặc thù của hai địa phương mà cùng phát triển trong một cái định hướng chung. Về quy hoạch không gian đô thị thì như hồi nãy đã nói thì Huế nên giữ gìn những cái không gian xanh và cân đối trong cái việc phát triển kinh tế và phát triển quy hoạch. Về kết hợp cái không gian văn hóa và không gian sinh thái thì thật sự Huế rất là có lợi thế trong cái những cái khu bảo tồn thiên nhiên, những cái mảng xanh đô thị gắn liền với trong cái những cái khu đô thị thông qua cái những cái văn hóa. Và như anh Cường đã có chia sẻ đợt mấy tháng trước là cái người sống và người chết hòa quyện lẫn nhau trong một cái không gian sống, và sống chan hòa chân tình với nhau và gắn kết. Đây là điểm rất là đặc trưng của Huế. Về năng lượng tái tạo thì như nãy anh Phương có trao đổi thì Huế có diện tích đất khá là lớn,
Do vậy là chúng tôi hy vọng rằng Huế có cái tiềm năng để phát triển cái năng lượng gió và cái năng lượng mặt trời tại một số địa điểm có thể quy hoạch cụ thể. Trong triển khai các dự án thì đặc biệt là vấn đề về tài chính thì Huế có thể tận dụng những cái quy định mới về trái phiếu xanh để thu hút được những cái dự án đầu tư cho cái lĩnh vực phát thải, giảm phát thải cũng như những cái dự án xanh trên địa bàn. Và đặc biệt nữa là hiện giờ là cả nước cùng với Bộ Tài chánh đang đề xuất một cái lộ trình hình thành cái thị trường tín chỉ carbon. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang rất là mạnh dạng để có thể đầu tư phát triển các dự án tạo ra hàng hóa để giao dịch trên thị trường tín chỉ carbon. Và tôi hy vọng là Huế cũng có thể là theo dõi những cái bước đi này của cả nước cũng như của Thành phố Hồ Chí Minh để có thể là hình thành một số cái tín chỉ carbon trên địa bàn để có thể đem vào giao dịch, từ đó là một cái sức lan tỏa cho một cái niềm tin cho những nhà đầu tư rằng chúng ta cam kết đầu tư cho các dự án xanh và những cái dự án phát triển trên địa bàn. Thì cuối cùng cái bài học rút ra là có mấy cái ý. Thứ nhất là phải phát triển cái không gian xanh và giữ gìn cái không gian xanh. Thứ hai là việc mà năng lượng tái tạo, là Huế có cái tiềm năng về diện tích đất có thể khai thác sử dụng năng lượng tái tạo. Thứ ba là cái du lịch sinh thái và gắn kết cái không gian xanh để bảo vệ môi trường. Và có một điều nữa là thực sự ra Huế và Thành phố Hồ Chí Minh là tôi tin tưởng rằng là hai bên và các địa phương khác trên cả nước có thể cùng đồng hành, cùng học hỏi với nhau trong cái sự phát triển xanh và giảm phát thải hướng tới tương lai net zero vào năm 2050. Xin hết ạ.